Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Thảo. Nơi đây cũng là đường Công Lý ngày xưa. Đi thẳng hướng Công Lý này, chúng ta sẽ đi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngày hôm nay nhân tiện một bữa đi đến quận 3, dẫn các anh chị các bạn đi thưởng lãm ở quận 3 và nhìn về ngôi nhà ngày xưa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lang thang ở con đường Công Lý để chúng ta nhìn lại một ngôi trường xưa. Ngôi trường trải qua biết bao thay đổi, biết bao biến cố, vẫn giữ nguyên một cái tên hàng trăm năm nay, cả trăm năm nay. Đó là trường Marie Curie. Hy vọng là trong video clip này sẽ gửi đến tất cả cô chú anh chị đã từng ngày xưa, đã từng học ngôi trường này và hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại. Và chúng ta sẽ đi thẳng hướng này theo trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mình sẽ đi đến ngôi trường Marie Curie, ngày nay là trường cấp 3 đó. Chúng ta đang đi trên vỉa hè. Ở đây có chị bán bánh cái bánh nướng. Những cái bánh đưa lại nghe không? Dạ. Những cái bánh khơi lại ký ức tuổi thơ. Bánh bông lan nướng. Và khu vực con đường Công Lý này, Nam Kỳ Khởi Nghĩa này là rất là đẹp. Rất là nhiều xe hơi. Chúng ta nhìn nhà cửa ở đây nè. Bệnh viện y học cổ truyền. Ở đây có một cái đặc trưng, đó là con đường này rất là trống trải, thuận tiện cho việc đi ra sân bay thì dễ dàng và rất nhiều xe hơi. Và con đường này, cái đoạn này rất là mát nè. Có hàng cây cái bông giấy ve ra đường giống như là cái mái nhà vậy đó. Ồ, đây có con chim. Chim gì đây? Và ngôi trường chúng ta đi đến một tí nữa qua giao lộ Phan Đình Phùng ngày xưa, cũng là Điện Biên Phủ ngày nay, thì đó là ngôi trường Marie Curie. Và ngày xưa ngôi trường này đầu tiên là theo em tìm hiểu trên Wikipedia thì ngày xưa có một thời trường cũng là bệnh viện, rồi sau đó được trả lại tiếp tục sứ mệnh là trường học, đổi tên trường cao đẳng, rồi trường trung học và trường tiểu học, và ngày nay cuối cùng trở về sứ mệnh đó là trường trung học phổ thông Sandemann, học từ lớp 9 cho đến lớp 12. Và ngôi trường này từ 2015 được công nhận là di sản văn hóa. Để em xem lại coi được công nhận là gì đó. Di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh. Rồi năm 2018 thì mới làm kỷ niệm 100 năm thành lập của trường. Chúng ta đi qua đường ha. Ngay đây là giao lộ Điện Biên Phủ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè.
ở đây làm lại rất là mới nè. Nếu anh chị các bạn xa xa Sài Gòn thì hôm nay mình có dịp nhìn lại cái đoạn đường giao lộ này, ở đây làm lại rất là đẹp. Nhìn lại con đường Nam Khởi Nghĩa vừa đi qua nè. Rồi, đây là con đường nè. Đường này đường Hiền Vương ngày xưa chứ không phải là Điện Phủ, để em nói nhầm. Rất là nhiều xe máy luôn, những hình ảnh rất là trái ngược với cái con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha. Một đường thì xe hơi không, mà một đường thì rất nhiều xe máy. Sài Gòn bây giờ là hơn 11 giờ rồi, cũng rất là nắng, hình ảnh rất là đẹp. Và nhìn bên kia có một cái công viên. Sài Gòn chuẩn bị đón mùa Noel nên thành ra thời tiết cũng không có nóng lắm, mát mẻ mặc dù trời nắng. Tung ra vô bóng mát nè. Đi dưới hàng cây này thật là mát mẻ. Con đường này tiếp tục chúng ta nhìn thấy nó là xe hơi không nè, chứ đó. Ngôi trường chúng ta chuẩn bị đi đến là ngôi trường dân lập thôi, chứ không phải công lập. Công lập là của nhà nước, còn dân lập là không phải của nhà nước, nó hay là cổ phần tư nhân. Ta nhìn bên kia thì có cái cơ quan, ngày nay thì có cái công viên rất là đẹp. Nhìn lại con đường mình vừa đi qua này rất là mát luôn. Con đường này giống như ở nước ngoài, xe hơi không à. Đây có chị thu gom ve chai nè. Ở Sài Gòn thì cái gì cũng có, thượng vàng hạ cám. Người thì giàu nứt vách, người thì không có chỗ nương thân. Ở đây cũng có một cái biệt thự rất là đẹp. Ở quận 3 thì rất nhiều biệt thự cổ. Này ngày nay là phòng khám, là bệnh viện tư nhân đó. Ta cũng gần đến ngôi trường này rồi nè. Mình sẽ đi dạo một vòng cái ngôi trường này để mình có thể hình dung rõ hơn cái kiến trúc, cái địa thế của ngôi trường này. Và cái diện tích của ngôi trường này khoảng 2 hecta, tức là 20.000 mét vuông đó. 2 công đất.
Và đây là giao lộ Điện Biên Phủ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo hướng này chúng ta sẽ đi ra Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, theo trục đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản ngày xưa. Một trong những con đường rất là mát, nhưng mà buổi chiều hay kẹt xe lắm. Con đường này, cái trục đường này rất là đông xe. Một trong những con đường huyết mạch đi vào trung tâm Sài Gòn, từ cửa đông của Sài Gòn. Ủa, từ Sài Gòn đi ra hướng đông của Sài Gòn chứ. Đi ra chứ phải đi vào. Đi vào thì đường Hiền Vương đó, Võ Thị Sáu. Ngay góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ đó. Thẳng hướng này ra sân bay nè. Rồi, chúng ta qua đường thôi. Thật ra Sài Gòn này rất là nhỏ, nhưng mà nó có rất là nhiều thông tin. Mỗi địa danh, rất nhiều địa danh, mỗi địa danh gắn liền với một sự kiện hoặc là nhiều sự kiện. Rất nhiều cái đặc trưng nằm ở mỗi địa danh đó. Nên thành ra đi đâu cũng, trước khi đi đâu em cũng có tìm hiểu, nhưng mà nhiều thông tin quá thì sai sót. Nên cô chú anh chị có thể bổ sung qua những comment để các bạn khác ta xem video và đọc vào những comment đó có thể hình dung được cái địa danh đó như thế nào ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là trường Marie Curie. Mình sẽ đi một dọc cái mặt trước của ngôi trường này. Cổng chính của ngôi trường nằm ở 159 Tách Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và đây là cổng chính của trường. Trường có cây vú sữa rất là mát. Mình sẽ đi xung quanh ngôi trường này, đi ở bên đây đường để nhìn qua bên kia cho nó rõ hơn, nhìn cho nó bao quát hơn cái hình ảnh của ngôi trường này. Những lam cửa, những mái ngói màu đỏ, những cái hàng rào ở mặt tiền của ngôi trường. Một thời ngôi trường là bệnh viện. Đào tạo biết bao nhiêu thế hệ. Những người ra trường này cũng có một số người rất nổi tiếng, nằm trong showbiz, như ca sĩ Akira Phan, rồi diễn viên, rất nhiều diễn viên luôn. Cổng chính của trường này, hầu như là trường này là một trong những trường duy nhất, một ngôi trường duy nhất luôn chứ không có những trường nữa. Duy nhất vẫn còn giữ cái tên cũ của ngày xưa, sau 100 năm hình thành và phát triển, cái sứ mệnh đào tạo, sứ mệnh đưa đò. Biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã ra trường và thành danh từ ngôi trường này. Rồi, chúng ta sẽ qua đường ha. Đây là cổng chính của ngôi trường. Trường được thành lập từ năm 1918 của nữ bác học Marie Curie. Ngôi trường này rất là mát. Ta thấy cây xanh bóng mát rất là nhiều luôn. Yên tĩnh. Những cái thiết kế, những cái mái ngói, những cái cây của, cây kèo của ngày xưa vẫn còn nguyên cái còn nguyên vẹn cái kiến trúc cũng như chất liệu. Ngôi trường trải qua hơn 100 năm mà vẫn
không có một vết gì gọi là hư hỏng. À, ngay ngôi trường có cái bồn nước nữa. Bồn nước rất là xưa rồi. Ngay bồn nước còn có cái cây cây rất lớn. À, ngôi trường này nằm ở bên hông là đường Ngô Thời Nhiệm. Bên đây rất là mát luôn. Đó là đường Ngô Thời Nhiệm đi vô cái khu Lê Ngô Cát, khu rất là nhiều nhà hàng. Khu này cũng thuộc quận 3 luôn ha. Và bên hông trường thì có trồng cây ở xung quanh cái hàng rào nè, rất là đẹp, rất là mát. Và chúng ta sẽ đi một vòng hình tròn, một vòng ngôi trường này để mình nhìn rõ hơn cái khung cảnh của ngôi trường ngày xưa của ta, nếu mà chúng ta đã có thời gian gắn bó ở đây thì hôm nay mình có dịp nhìn lại. Bên đây thì có cổng số 2, cổng số 2 bên đường Ngô Thời Nhiệm. Bên đây có một cái dãy biệt thự, biệt thự cổ nữa nè. Ở đây bán cũng rất nhiều đồ ăn vặt cho các học sinh, trà sữa rồi phá lấu rồi mì xào, bún gạo, bánh gạo. Bánh gạo tteokbokki nữa nè. Tới đây thì có cà phê góc phố. Cái trường này lớn chưa? Mình đi một vòng nãy giờ mới có nửa vòng mà. À, đây là góc đường Ngô Thời Nhiệm và Lê Quý Đôn. À, nhà tang lễ 25 Lê Quý Đôn. Nơi làm tang lễ theo nghi thức nhà nước. Và đây có một cổng nữa, đó là cổng 26 Lê Quý Đôn. Và ngôi trường chúng ta có 4 mặt. Và khu quận 3 thì có rất nhiều con đường mà có những hàng cây như thế này, rất là mát luôn. Đây có cô bán nước. Bán vỉa hè
hiếm hoi ở các khu đô thị mới. Ở đây là có trung tâm thể thao Marie Curie. Gym có lẽ một phần của trường cho thuê nữa. À, bên đây là mặt đường Phan Thanh Giảng, Điện Biên Phủ nè. Bên kia lại có một cái biệt thự nữa đó, gạo Việt Nam ngay góc Điện Biên Phủ và Lê Quý Đôn. Ở đây nhà cửa rất là đẹp, rất là lớn, rất là yên tĩnh, rất là mát luôn, nên người ta mới nói ở quận 3 là tuyệt vời nhất. Và cái mặt bên đường Điện Biên Phủ này thì cũng có một cổng nữa nè, cổng 247 Điện Biên Phủ. Ở quận 3 thì cũng có rất nhiều trường xưa. Hôm nào chúng ta sẽ đi vô trường Nguyễn Thị Minh Khai ở nằm trên đường Điện Biên Phủ này nè. Ngôi trường này cũng rất là xưa. Hy vọng sẽ mang đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh của ngày xưa để chúng ta gợi nhớ một thời khi mà mình còn tà áo trắng, giày ba ta, quần tây xanh, cắp sách đến trường. Và hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ngôi trường xưa. Trường cây bóng mát kia chưa? Và cái video clip ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Là một số hình ảnh ở con đường Nam Cực Khởi Nghĩa ngày nay cũng như Công Lý ngày xưa và xung quanh ngôi trường Marie Curie, ngôi trường có tuổi đời 100 năm lịch sử, gửi đến các anh chị và các bạn. Cũng là nơi gắn liền với ký ức một thời cấp sách đến trường mà ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn.